Thưa quý vị, ngày 8 tháng 7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông tới Nga sau 5 năm vào thời điểm Moscow đang làm sâu sắc quan hệ với Trung Quốc, đối thủ của New Delhi. Chi tiết ra sao mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi chương trình ngày hôm nay. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ xem xét toàn bộ mối quan hệ nhiều mặt giữa hai nước về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Vinay Kowacha, nói với báo chí tại New Delhi rằng, do không có hội nghị thượng đỉnh nào được tổ chức gần đây nên nhiều vấn đề song phương đang dồn lại cần được giải quyết. Nhiều nhà ngoại giao cấp cao Ấn Độ giấu tên cho biết, dù sẽ không có thông báo lớn nào được đưa ra trong dịp này, chuyến thăm của ông Modi sẽ gửi đi tín hiệu rằng hai bên vẫn thân thiết. Quan hệ của Nga với Ấn Độ có từ thời chiến tranh lạnh Nga là nhà cung cấp vũ khí và dầu mỏ lớn nhất của Ấn Độ. Ông Gorkwacha khẳng định quan hệ hợp tác đó vẫn được duy trì. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Ấn Độ đang theo dõi một cách thận trọng khi Nga xích lại gần Trung Quốc nhằm duy trì sức chống chịu của nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tại hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Kazakhstan tuần trước, ông Putin khẳng định quan hệ với Trung Quốc đang ở mức tốt nhất trong lịch sử. Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn ở mức thấp kể từ vụ ẩu đả nghiêm trọng trên biên giới tranh chấp năm 2020, dù hai bên đã đồng ý đối thoại để giải quyết bất đồng. Ông Peter Topi Chukanov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, nhận định ở giữa Nga, Trung Quốc và phương Tây, Ấn Độ muốn thấy sự dễ đoán trong quan hệ với Nga và sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn trong thúc đẩy hòa bình. Ông Topi Chukanov cho biết thêm, tuy nhiên, phía sau hậu trường, ông Modi có thể hỏi ông Putin về mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Nga và Trung Quốc. Đây là chuyến thăm song phương đầu tiên của Thủ tướng Modi kể từ khi ông đắc cử nhiệm kỳ 3 vào tháng trước. Quyết định thăm Nga thay vì thăm các nước láng giềng như Bhutan, Maldives và Sri Lanka của ông Modi là việc phá vỡ truyền thống của lãnh đạo Ấn Độ. Đối với Moscow, chuyến thăm giúp Nga đáp trả nỗ lực cô lập của phương Tây kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Ukraine, đồng thời củng cố quan hệ với một đối tác thương mại và khách hàng mua dầu mỏ quan trọng. Chuyến thăm của ông Modi diễn ra chỉ vài tuần sau khi một nhóm các quan chức cấp cao Mỹ đến Ấn Độ để thảo luận về hợp tác công nghệ, an ninh và đầu tư. Theo hãng tin Bloomberg, các lĩnh vực ưu tiên đàm phán tại Moscow sẽ bao gồm cung cấp vật liệu và thiết bị kỹ thuật để tăng cường hợp tác giữa các lực lượng vũ trang của hai nước, phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Đài phát thanh quốc tế Deutsche Welle của Đức ngày 5 tháng 7 nhận định sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, xuất khẩu dầu của Nga sang Ấn Độ tăng vọt. Ấn Độ đã phải chịu nhiều áp lực từ phương Tây vì tăng cường nhập khẩu năng lượng của Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới này đã chứng kiến lượng dầu thao từ Nga tăng gấp 10 lần vào năm 2022 và tăng gấp đôi vào năm ngoái nhờ giá giảm mạnh. Lượng than nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga đã tăng gấp 3 lần trong cùng kỳ 2 năm bất chấp những chỉ trích từ phương tây new delhi giải thích sự gia tăng này bằng cách viện dẫn mối quan hệ ổn định và hữu nghị truyền thống của ấn độ với nga và sự phụ thuộc lớn vào dầu nhập khẩu khi thủ tướng ấn độ narendra Modi gặp tổng thống nga vladimir putin tại moscow ông putin sẽ tìm cách thúc đẩy hơn nữa thương mại với cường quốc nam á này để củng cố nền kinh tế vốn phụ thuộc vào hàng hóa của nga và giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt do phương tây áp đặt liên quan đến cuộc chiến ở ukraine khi công bố về cuộc hội đàm, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ngoài việc hợp tác về các vấn đề an ninh toàn cầu và khu vực, còn có ý chí chính trị chung nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và kinh tế. Ấn Độ là thị trường lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, cho đến gần đây vẫn là thị trường lớn nhất. Trong hai thập kỷ qua, Moscow đã cung cấp 65% lượng vũ khí của Ấn Độ, tổng cộng hơn 60 tỷ đô la Mỹ, theo viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, SIPRI. Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Moscow đã tìm cách tăng cường quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc như một đối trọng với phương Tây. Điện Kremlin đã giảm giá lớn cho New Delhi đối với dầu, than và phân bón để thúc đẩy nguồn thu. Dựa trên số liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ, thương mại song phương giữa hai nước đã đạt mức cao kỷ lục gần 65,7 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Tuy nhiên, cán cân thương mại đang nghiêng về phía Nga khi Ấn Độ nhập khẩu 61,4 tỷ đô la Mỹ hàng hóa, bao gồm dầu, phân bón, đá quý và kim loại. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subramaniam Jaisanka phát biểu tại một hội nghị công nghiệp vào tháng 5. Trong thời gian dài, chúng tôi đã hợp tác với Nga từ góc độ chính trị hoặc an ninh. Khi Nga chuyển hướng về phía đông, các cơ hội kinh tế mới đang xuất hiện, sự gia tăng trong thương mại và các lĩnh vực hợp tác mới của hai bên không nên được coi là một hiện tượng tạm thời. Như vậy, chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Modi, chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông sau khi tái đắc cử vào tháng 6 là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng mà ấn độ vẫn dành cho mối quan hệ với điện kremlin là một cường quốc đang phát triển trên thế giới new delhi muốn ưu tiên các lợi ích chiến lược của riêng mình trong khi cân bằng mối quan hệ với phương tây nga và trung quốc alexei zakharov nhà nghiên cứu về chính sách đối ngoại của ấn độ tại viện quan hệ quốc tế pháp đã viết trong một bài bình luận vào tháng trước new delhi đã thể hiện cách tiếp cận tinh tế để giải quyết xung đột nga ukraine duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Moscow và phương Tây. Vừa qua ngày mùng 5 tháng 7, tập đoàn sản xuất vũ khí nhà nước Nga Rostec cho biết sẽ bắt đầu sản xuất đạn pháo Mango 3VBM17 cho xe tăng T72 và T90 của quân đội Ấn Độ. Theo thông báo của Rostec, công ty con Rosoboronexport của tập đoàn đã thành lập một cơ sở sản xuất đạn pháo xe tăng Mango 3VBM17 ở Ấn Độ. Dự án này đang được triển khai theo sáng kiến Made in India của New Delhi nhằm mục đích thu hút các công ty trong và ngoài nước sản xuất sản phẩm tại Ấn Độ. Đạn 125mm được thiết kế để bắn từ pháo của xe tăng T-72 và T-90 do quân đội Ấn Độ triển khai. Rostec cho biết những loại đạn này nhằm mục tiêu nhắm vào các phương tiện bọc thép có lớp bảo vệ tổng hợp. Tổng giám đốc Sergei Tremezov cho biết để đảm bảo mức độ nội địa hóa cao nhất trong việc sản xuất đạn mang gầu, các kế hoạch đang được tiến hành để thiết lập cơ sở sản xuất quốc phòng ở Ấn Độ. Theo ông Sergei Tremezov, Rostec có kinh nghiệm đáng kể trong quan hệ đối tác công nghiệp với các quốc gia thân thiện với Nga Một tuyên bố chính thức dẫn lời ông Chemezov nhấn mạnh Những quan hệ đối tác như vậy cho phép nước nhập khẩu phát triển khả năng sản xuất của mình Đây là lợi thế cạnh tranh cho Rostec với tư cách là một trong những nhà cung cấp giải pháp quốc phòng hàng đầu Nga và Ấn Độ đã tham gia vào một số dự án liên doanh vũ khí trước đó như sản xuất theo giấy phép xe tăng T-90, máy bay chiến đấu Su-30MKI và các hệ thống vũ khí khác trong một tuyên bố ngày 4 tháng 7, tập đoàn Rostec thông báo rằng một liên doanh Ấn Độ, Nga đã sản xuất và chuyển giao 35.000 khẩu súng trường AK-203 Kalashnikov cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ. AK-203 được sản xuất tại Ấn Độ bằng công nghệ và thiết bị độc quyền từ Nga. Liên doanh này được đồng sáng lập bởi Rosoboron Export và Kalashnikov Concern của Nga và một số công ty quốc phòng quốc doanh của Ấn Độ. Hoạt động sản xuất diễn ra tại nhà máy quân sự Kogwa ở Amethi thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, Nga vẫn là nhà cung cấp quốc phòng lớn nhất cho Ấn Độ, mặc dù quốc gia Nam Á đang đa dạng hóa nguồn nhập khẩu quân sự và quan hệ đối tác công nghệ. Tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga đồng phát triển đang là trụ cột trong các lực lượng vũ trang Ấn Độ, cũng như là mặt hàng xuất khẩu quân sự quan trọng của New Delhi thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay những diễn biến tiếp theo liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại